Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 36. Nộ hỏa chỉ liên chính là tuyệt kỹ cường đại được tổ tiên của Viêm Tông sáng chế hàng chục vạn năm trước, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nghe nói năm đó khi tổ tiên Viêm Tông thi triển ra tuyệt kỹ này, suýt chút nữa đã hủy diệt thế giới cao cấp. Có khả năng hủy diệt được cả thế giới cao cấp, đủ để thấy uy lực của nó mạnh tới mức nào. Chỉ là nộ hỏa chỉ liên rất khó tu luyện, bao nhiêu năm qua, chưa một ai ở Viêm Tông tu luyện thành công, những người khác chỉ tu luyện phiên bản đã được. Các tiền bối của Viêm Tông đơn giản hóa, uy lực không bằng 1% của nộ hỏa chỉ liên. Nhưng lúc này, Từ Phượng lại có thể thi triển ra nộ hỏa chỉ liên, quả thật khiến người ta phải kinh hãi. Ở mít Từ Phượng vung tay, trong cơ thể hắn bùng lên một ngọn lửa đáng sợ. Địa hỏa. Từ Hiểu nhìn thấy ngọn lửa được Từ Phượng gọi ra thì vẻ mặt lập tức thay đổi, lần nữa bị dọa sợ. Ngọn lửa mà Từ Phượng thi triển ra là địa hỏa, còn mạnh hơn linh hỏa. Uy lực của địa hỏa mạnh hơn linh hỏa gấp trăm lần, nhưng lại cực kỳ khó tìm được, hơn nữa cho dù tìm được, hơn nữa dù cho có tìm được thì muốn khống chế hoàn toàn cũng vô cùng khó khăn. Từ Phượng có thiên viêm chiến thể thì nắm trong tay địa hỏa cũng là điều không khó, lúc này hắn bộc phát ra địa hỏa, thi triển nộ hỏa chỉ liên tuyệt kỹ mạnh nhất của Viêm Tông. Âm ầm ầm mi. Rất nhanh, địa hỏa trong tay Từ Phượng đã bắt đầu hội tụ lại thành một đóa hỏa liên. Dùng địa hỏa để thi triển nộ hỏa chỉ liên, cái này. Từ Hiểu và những cường giả khác của Viêm Tông đều bị dọa sợ, nộ hỏa chỉ liên vốn đã khủng bố, lúc này còn được thi triển bằng địa hỏa, bọn họ không dám tưởng tượng tới uy lực của nó. Diệp Phàm nhìn thấy hỏa liên mà Từ Phượng thi triển thì lại nhớ tới đóa hỏa liên do thất trưởng lão nội môn của Viêm Tông, hai tuyệt kỹ này có chỗ giống nhau. Nhưng hỏa liên mà Từ Phượng thi triển ra càng đáng sợ hơn, chỉ riêng hỏa liên thành hình đã khiến không gian xung quanh sụp đổ, uy lực quá khủng khiếp. Chớp mắt, địa hỏa trong tay Từ Phượng đã ngưng tụ thành hình một đóa hỏa liên, tản ra khí tức khiến người khác phải run sợ, da đầu cũng thấy tê dại. Mạnh quái lúc này, những cường giả của Viêm Tông đều hoảng sợ. Khi Diệp Phàm đánh tới Viêm Tông đã có rất nhiều cường giả của những thế giới cao cấp khác đến để quan sát trận chiến. Vừa rồi, thực lực mà Diệp Phàm thi triển ra đã khiến bọn họ khiếp sợ, không ngờ vị thiếu chủ của Viêm Tông này mới thật sự khủng bố. Một khi đóa hỏa liên kia phát nổ, e là cho dù cường giả cảnh giới Niết Bàn thất trọng cũng không đỡ được. Sức mạnh này đủ để xếp vào danh sách top 100 yêu nghiệt, thậm chí còn đứng ở thứ hạng cao. Nộ hỏa chỉ liên. Từ Phượng tức giận quát lớn. Thi triển ra tuyệt kỹ, địa hỏa hội tụ thành đóa hỏa liên rồi trực tiếp đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Chỉ trong chốc lát, tiếng nổ mạnh vang dội. Đóa hỏa liên mang theo uy lực hủy diệt mọi thứ đánh về phía Diệp Phàm, khí tức tản ra khiến người ta không thể phản kháng. Rút! Từ Hiểu hô lên, đám người Viêm Tông điên cuồng lui về sau, một khi hỏa liên phát nổ, bọn họ sẽ không cách nào tưởng tượng được uy lực của nó, ngay cả cường giả trong hư không cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Nhưng cảnh tượng mà không một ai nghĩ tới đã xảy ra. Bọn họ trông thấy đóa hỏa liên kia tới trước mặt Diệp Phàm nhưng lại bị hắn đỡ bằng một tay. Không sai, Diệp Phàm đã dùng tay phải của mình để bắt lấy hỏa liên vô cùng khủng bố, sức mạnh của đóa hỏa liên kia lại không hề bộc phát. Bộp bộp bộp. Lúc này, Từ Phượng, Từ Hiểu và tất cả những người có mặt đều khiếp sợ, bọn họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mình Diệp Phàm biết được. Hắn đã huy động phần diễm để chế trụ hỏa liên. Lửa của hỏa liên chỉ là địa hỏa, mặc dù không biết phần diễm của Diệp Phàm có cấp bậc gì, nhưng thấp nhất cũng là thiên hỏa. Đứng trước thiên hỏa, địa hỏa đương nhiên sẽ bị áp chế, không dám làm càn. Phần quyết. Ngay giây sau, Diệp Phàm thi triển ra phần quyết, hắn trực tiếp cắn nuốt đóa hỏa liên kia. Hỏa liên bị cắn nuốt, địa hỏa đương nhiên cũng sẽ tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, nhanh chóng bị luyện hóa, dung hợp với phần diễm. Lực lượng của phần diễm lại được tăng lên. Phụt! Địa hỏa bị Diệp Phàm luyện hóa, Từ Phượng điều khiển địa hỏa đã phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin sao có thể. Từ Hiểu nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà cần nuốt hỏa liên do địa hỏa ngưng tụ thành, hai mắt cũng trợn trừng không tin. Đám cường giả trong hư không cũng ngây ngốc, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, không ngờ người này lại khủng bố như vậy. Cảm ơn địa hỏa của anh. Lúc này, Diệp Phàm cười lạnh nhìn Từ Phượng. Phụ ti. Từ Phượng tức tới nôn ra máu, cơ thể không ngừng run rẩy nhìn Diệp Phàm, trả lại địa hỏa cho ta. Muốn địa hỏa, kiếp sau đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn thẳng tay đánh một chưởng về phía Từ Phượng. Từ Hiểu tấn công Diệp Phàm,
hai đòn đánh va chạm, Diệp Phàm trực tiếp bộc phát ra sức mạnh của phần diễm. Phụt, ngay sau đó, cơ thể Từ Hiểu lùi mạnh về sau, miệng phun ra máu, bàn tay bị phần diễm đốt cháy hơn phân nửa, ông ta nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt thâm độc, nhanh như vậy, cậu đã nắm trong tay địa hỏa. Rõ ràng, Từ Hiểu cho rằng vừa rồi ngọn lửa Diệp Phàm bộc phát ra chính là địa hỏa của Từ Phược, nhưng lại không biết ngọn lửa này còn đáng sợ hơn cả địa hỏa. Được rồi, đừng có phí lời nữa, các người chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Phàm quát lớn với vẻ mặt đầy sát khí. Muốn hủy diệt Viêm Tông, còn xanh lắm. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau núi Viêm Tông. Một vị lão giả đầu bù tóc rối, trên người khoác áo choàng đỏ như lửa đang đạp không bước tới đứng trước mặt Diệp Phàm, người này tản ra uy lực vô biên. Chát! Từ Hiểu nhìn thấy người này thì vội vàng hô lên, đối phương chính là Từ Diệp, tông chủ tiền nhiệm của Viêm Tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất của môn phái này. Không ngờ thực lực của lão giả Từ Diệp này lại mạnh như vậy, xem ra là đã đạt tới sinh tử cảnh. Lúc này, những cường giả đang quan sát trong hư không nhìn thấy khí tức mà Từ Diệp tản ra, tất cả đều bày ra vẻ mặt chấn động. Diệp Phàm liếc nhìn Từ Diệp, lạnh giọng nói, làm sao? Cuối cùng cũng không nhịn được, phải ra tay rồi. Khi hắn tới Viêm Tông, sức mạnh linh hồn đã cảm ứng được nơi này còn ẩn giấu một vị cường giả có thực lực vô cùng cường đại, rõ ràng người đó chính là Từ Diệp. Danh con, thiên phú của cậu rất cao, nếu như không có thủ với Viêm Tông, lão phù còn có thể thu nhận cậu làm đồ đệ, nhưng hôm nay cậu đã phá hoại Viêm Tông, giết người Viêm Tông, lão phù không thể giữ cậu lại. Giọng Từ Diệp vang lên như sấm, uy áp trên người ông ta cũng ngày càng khủng bố. Rắc rắc rắc. Lúc này không gian xung quanh Diệp Phàm đều trở nên vặn vẹo, mặt đất dưới chân nứt toác rồi lún xuống. Bản thân Diệp Phàm cũng cảm nhận được áp bách khủng bố, hắn nhíu mày, thúc giục toàn lực ngăn cản, nhưng uy áp của Từ Diệp quá mạnh mẽ, sức mạnh của Diệp Phàm đã hao hết, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Chỉ uy áp của Từ Diệp đã đáng sợ như vậy, hắn có thể tưởng tượng được thực lực chân chính của ông ta sẽ khủng bố tới mức nào. Ha ha, thú vị, đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh truyền tới từ phía xa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hư không, bọn họ trông thấy một cỗ xe màu vàng được bốn con ngựa kéo xuất hiện. Ở bên cạnh còn có một lão giả ăn mặc như thái giám, ngồi bên trong là một cô gái xinh đẹp cao quý. Đó là linh thú cấp 3 xích diễm mã. Vậy mà có người dùng tới 4 linh thú cấp 3 để kéo xe ngựa, rốt cuộc người bên trong là ai? Nhưng cường giả trong hư không nhìn thấy cảnh tượng này đều phải kiếp sợ. Trong giới tu hành có vô số, ngoại trừ linh thú cấp thấp còn có một số ít linh thú cao cấp. Những linh thú cao cấp này cũng có phân chia đẳng cấp, từ cấp 1 đến cấp 9, chỉ riêng linh thú cấp 1 đã đạt tới nguyên thần cảnh, cấp 3 là niết bàn cảnh. Dùng 4 con linh thú có thể so với cường giả niết bàn cảnh kéo xe, đúng là châu bòi. Bởi vậy, cường giả trong hư không, bao gồm cả đám người lão tông chủ Viêm, tông đều cực kỳ chấn động. Mà Diệp Phàm là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm khiếp sợ nào. Không biết tiểu thư ngồi trong xe đến từ thế lực nào. Hôm nay đến thăm, có chuyện gì quan trọng? Lúc này, Từ Diệp nhìn cô gái trong xe, hơi cung kính nói. Người có thể dùng tới 4 linh thú cấp 3 kéo xe, thế lực tuyệt đối không đơn giản, nhất là vị lão giả bên cạnh, ngay cả Từ Diệm cũng không biết được thực lực của đối phương, chắc chắn mạnh hơn ông ta, điều này khiến cho Từ Diệm không thể không cẩn thận. Cô gái trên xe không trả lời Từ Diệm mà mỉm cười nhìn Diệp Phàm, thiên phú của anh rất tốt, hơn nữa cũng khá đẹp trai, bản công chúa bằng lòng cứu anh một mạng, hơn nữa còn có thể giúp anh giết chết bọn họ, chỉ anh đồng ý với bản công chúa một điều kiện. Công chúa. Diệp Phàm nhìn cô gái xinh đẹp kia, lạnh lùng nói, điều kiện gì? Tôi muốn anh trở thành nam sủng của bản công chúa. Đối phương nói thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.